Ngày 26 tháng 12, Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang tạm giữ 32 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền. Do hai người đàn ông tên là Đen và Úc Hết cầm đầu. Trước đó, trinh sát Công an huyện Bình Chánh phát hiện một trường gà do Đen và Úc Hết tổ chức ở xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh nên đeo bám. Qua đó, Công an xác định sới bạc được tổ chức trong một bãi lao sậy rậm rạp. Nhóm cầm đầu phá cây, tạo một vòng tròn ở giữa với đường kính khoảng 10 m rồi tổ chức đá gà ăn tiền. Con bạc đến chơi sẽ gửi xe ở ngoài, sau đó luồn qua đám lao sậy để vào bên trong sát phạt. Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 25 tháng 12, hàng chục trinh sát của Công an huyện Bình Chánh và Phòng Cảnh sát Hình sự BC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bao vây bãi lao sậy, bắt 32 người và thu 120 triệu đồng, nhiều gà đá cùng nhiều tăng vật liên quan.